nhiều trường đại học tốt đầu vừa thông báo điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đánh giá tư duy. giới chuyên gia nhận định điểm chuẩn các ngành hot năm nay giữ ổn định như năm trước. Theo đó dự kiến không dưới 27 điểm. Trường đại học ngoại thương thông báo điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 23,5 điểm trên tổ hợp tương đương năm 2022. Đây là mức điểm tối thiểu để thí sinh đăng ký nguyện vọng. Năm 2022, sau khi nhận hồ sơ xét tuyển từ mức điểm sàn đã công bố, điểm chuẩn của trường đại học ngoại thương giao động từ trên 25 điểm đến trên 28 điểm. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Triệu, trường phòng quản lý đào tạo, trường đại học kinh tế quốc dân cho biết, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ chiếm khoảng 25% chỉ tiêu tuyển sinh, nên năm nay dự kiến điểm chuẩn có thể tăng nhưng biên độ chỉ khoảng 0,5 điểm. Điểm giàn cũng sẽ cao hơn năm 2022, năm ngoái là 20 điểm trên tổ hợp. Tiến sĩ Phùng Quán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, các tổ hợp truyền thống như A00 Toán Lý Hóa, A01 Toán Lý Anh, D01 Toán Văn Anh, xét tuyển ngành khoa học tự nhiên giảm nhẹ từ 0,07 đến 0,49 điểm. Riêng tổ hợp B00 Toán Hóa sinh cao hơn năm trước khoảng 1,21 điểm. Ông Quán dự báo, những ngành hot của trường như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ phần mềm tăng từ 0,5 đến 1 điểm. Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo, chương trình đào tạo có điểm chuẩn cao nhất thuộc về lĩnh vực công nghệ thông tin với ngành khoa học máy tính IT1, kỹ thuật máy tính IT2 và khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ITM10, 27,5 điểm trên tổ hợp trở lên nhóm có thể lấy điểm trúng tuyển 26 đến 27,5 điểm trên tổ hợp có ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, an toàn không gian số, công nghệ thông tin Global ICT, toán tin, công nghệ thông tin Việt Nhật, công nghệ thông tin Việt Pháp. Nhiều ngành dự kiến lấy mức 20 đến 22 điểm trên tổ hợp như kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, quản trị kinh doanh liên kết với đại học Troy của Mỹ. Ban tư vấn của Đại học Bách khoa Hà Nội lưu ý, với số lượng nguyện vọng không hạn chế, thí sinh nên căn cứ vào điểm và khoảng điểm chuẩn dự báo và điểm chuẩn năm ngoái để đăng ký. Mạnh dạn xếp các nguyện vọng yêu thích lên vì thứ tự nguyện vọng không ảnh hưởng đến kết quả đỗ vào các nguyện vọng bên dưới. Giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ngay sau khi điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023 được công bố, Bộ dục và đào tạo cũng đã công bố phổ điểm của từng môn và phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học. Về cơ bản, phổ điểm liên quan đến xét tuyển khối khoa học tự nhiên năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái, trừ phổ điểm môn sinh học tăng. Điểm chuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu, nhưng nhìn vào phổ điểm có thể dự đoán điểm trúng tuyển khối khoa học tự nhiên năm nay có thể thay đổi không nhiều. Điểm chuẩn khối A00 toán, lý, hóa có thể giảm nhẹ trong biên độ từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm 2012. Khối A01, toán, lý, tiếng Anh tương đương năm 2012 hoặc giảm khoảng 0,5 đến 1 điểm. Trong khi đó, khối B00, toán, hóa sinh có thể tăng giảm khoảng 0,5 đến 1 điểm. Năm nay, mức điểm từ 20 tới dưới 23 cũng là mức điểm khá. Ở quan điểm này, theo ông Sơn, thí sinh hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào một số ngành của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Thí sinh có điểm ở mức 24 đến 25 điểm có thể mạnh dạn đặt nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 là các ngành mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, thí sinh nên đặt nguyện vọng dự phòng các ngành khác phù hợp với mức điểm của mình và đặt thêm nguyện vọng một số ngành ở mức dưới một chút để chắc chắn trúng tuyển.